Chào Ngọc Hương. Ngọc Hương và đầu bếp Thanh Vũ xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Ngọc Hương à, anh thấy hồi nãy em lụi cụi chăm chú quan sát mấy cái nguyên liệu món ăn ngày hôm nay, em có thắc mắc cái gì không? Có đó anh Vũ, nãy giờ em nhìn hoài, nhìn mãi luôn mà em không tìm được một cái sự liên hệ nào giữa các nguyên liệu này. Ví dụ như là mì Ý nè, rồi giò thủ, rồi cả cà chua, dưa leo, cả salad nữa, không thấy liên quan gì tới nhau hết á. Vậy hả? Vậy em có thích ăn mì Ý không nè? Mì Ý hả? Món khoái khẩu đó nha. Em kể cho anh nghe một số món mì Ý mà em mới từng ăn đi. Ví dụ như là mì Ý với bò bằm nè, hay là cà chua, hay đúng là mì rồi. Ý nấu súp, đơn giản vậy thôi. Chính xác, mì spaghetti không những để chế biến các món nóng, ngoài ra còn dùng để chế biến các món nguội, cụ thể như là salad chẳng hạn. Với cái món ăn ngày hôm nay thì anh nghĩ sẽ rất là thích hợp để thết đãi bạn bè bất chợt tới thăm trong những ngày Tết như vậy. Hay quá, như vậy là rất là đúng với chủ đề của chương trình Vui Món Ngon Chọn Ngày Tết. Món ăn của chúng ta ngày hôm nay có tên là salad mì Ý với giò thủ. Giận quá, vậy thì anh Vũ phải nhanh giới thiệu nguyên liệu và gia vị cho Ngọc Hương và quý vị khán giả cùng theo dõi đi. Thưa các bạn, nguyên liệu để làm món salad mì Ý với giò thủ chúng ta chỉ cần có mì Ý, giò thủ, ớt bột, dưa kiệu, dưa leo, hành tây, cà chua, ngò rí, salad, một số gia vị thông thường, giấm gạo Lisa và sốt mayonnaise Lisa. Trước tiên thì anh sẽ luộc mì Ý. Rồi, và anh sẽ cho vào đây một ít muối. Anh cho đem một ít dầu nữa Ngọc Hương. Ủa, tại sao mình luộc mì Ý mà mình phải cho muối và dầu ăn vào? Ngọc Hương đó xem, tại sao? Để em suy nghĩ một chút. Có phải là dầu ăn á thì để cho sợi mì bóng? Đúng vậy, chính xác, một còn ý. Còn muối thì để cho sợi mì mặn. Sợi mì được thấm gia vị, chính xác, ý thứ hai. Còn ý thứ ba nữa? Ý thứ ba là sợi mì không có bị dính vào nhau. Cũng đúng như vậy đó. Nhưng mà thật sự nó sẽ làm cho sợi mì dai hơn. Thưa các bạn, chúng ta luộc mì nuôi, chúng ta nên cho vào trong nồi luộc với ít muối và một ít dầu. Như vậy sẽ làm cho sợi mì bóng nè, thấm vị nè và rất là dai. Bây giờ trong khi chờ cho nước sôi thì anh sẽ sơ chế các loại rau củ quả. Hành tây nè, dưa leo, cà chua, tất cả đều cắt sợi hết. Dưa leo cũng vậy luôn. Cà chua cũng vậy luôn ha. Rồi bây giờ nước đã sôi rồi Ngọc Hương ha, anh sẽ cho mì Ý vào luộc ha. Dạ. Đây, anh sẽ cho mì Ý vào đây. Cho vào từ 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 ha. Mà anh Vũ ơi, trong khoảng thời gian luộc mì á thì anh sẽ chuẩn bị công đoạn gì tiếp theo? Anh sẽ cắt tiếp cái giò thủ, anh cũng cắt ra thành những cái sợi dài như vậy luôn. Ngọc Hương thấy còn có một cái điều gì hấp dẫn của cái món ăn này nữa không? Để em nhìn kỹ lại lần nữa xem. Đó chính là củ kiệu. Đúng vậy. Củ kiệu thì cũng sắc ra thành những sợi nhỏ luôn. Tại vì củ kiệu đi chung với lại giò thủ rất là hợp. Nó mang cái hương vị của Việt Nam mình. Dạ. Xử lý sơ chế cắt xong rồi cho ngay ra cái tô trộn liền. Mà phải nhanh trong tích tắc thôi, bởi vì em thích nhất là cái không khí mà mọi người chuẩn bị đón Tết nha. Vào những cái ngày mà trước Tết á, anh Vũ biết không, đi ra đường á thì thấy phố xá thì trang trí rất là đẹp mắt nha. Không khí thì lại dễ chịu nữa, nên ai cũng muốn ra ngoài phố vừa đi chơi nè, có thể là vừa chụp hình nữa. Nên là nấu nướng thì ít thời gian thôi. Biết rồi, biết ngay. Món này rất là nhanh Ngọc Hương à. Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ mì chín là chúng ta xả qua nước lạnh, chúng ta cho vào trong tô trộn là xong ngay. Anh Vũ ơi, mì Ý chín rồi nè, em tắt lửa nha. Rồi tắt lửa em anh đi. Rồi bây giờ anh sẽ vớt ra và xả qua nước lạnh. Dạ. Và sau khi xả xong để cho ráo nước thì anh cho vào đây một ít dầu. Thì cho dầu vào lúc này thì để cho những sợi mì nó không có dính nhau. Dạ. Mình ngâm nước hồi nãy đó là chủ yếu là mình để làm cho sợi mì nguội nhanh, sợi mì không bị chín nữa. Vậy thôi. Dạ. Thì bây giờ mì sau khi luộc xong thì thường những sợi mì rất là dài, chúng ta sẽ khó ăn. Nếu chúng ta để nó dài thì chúng ta dùng kéo cắt. Anh sẽ cho vào trong cái tô rau củ hồi nãy luôn. Dạ. Bây giờ thì mình chỉ việc là trộn tất cả lại với nhau và thưởng thức mà thôi. Mình phải trộn tất cả lại với nhau với sốt mayonnaise Lisa. Chính xác. Anh sẽ cho vào đây khoảng 3-4 muỗng canh sốt mayonnaise Lisa. Dạ. Cũng cho vào đây khoảng nửa muỗng canh giấm gạo Lisa là vừa. Cho khoảng 1 muỗng cà phê được. Và cuối cùng để cho đậm đà vừa ăn thì anh cho vào đây cũng một chút muối. Dạ. Một chút muối thôi. Chúng ta trộn đều lại ha, trộn đều tất cả lại với nhau như vậy. Anh cho một ít mì lên trên như vậy. Dạ. Đó.
Rồi anh sẽ cắt ngò rí lên trên mặt nha ha. Rất làm rất nhanh mà. Cuối cùng thì anh rắc thêm ít ớt bột. Và chưa hết nữa, anh dùng những cái đọt hành, những cọng hành lá mình có sẵn. Anh chỉ cần để lên đây. Hay quá, chỉ một món ăn thôi mà Ngọc Hương được học hỏi rất là nhiều điều. Mà đặc biệt á, Ngọc Hương rất là thích cái ý cắm hành lá vào trong món ăn này, thể hiện sự vươn lên, sự phát triển, đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Rồi và đây anh đã chuẩn bị sẵn một phần, Ngọc Hương xem và cảm nhận như thế nào nha. Dạ, cảm ơn anh Vũ. Đất trời vào xuân, món ăn thì vui món ngon, trọn ngày Tết. Mì Ý thì mềm, dưa leo cà chua thì giòn giòn, mát miệng nè nha. Còn giò thủ thì cũng giòn giòn, do cũng có vừa thịt và vừa gân gân nữa, đúng không? Đúng rồi. Đặc biệt là một cái mùi vị của sốt mayonnaise Lisa cộng với giấm gạo Lisa. Đúng là vui món ngon, chọn ngày Tết. Vui món ngon, chọn ngày Tết. Quý vị khán giả thân mến, những người thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Ngày luôn mong chờ những góp ý để chương trình Món Ngon mỗi ngày một hấp dẫn và phong phú hơn. Gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 083 823 7557. Còn bây giờ Ngọc Hương và đầu bếp Thanh Vũ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.